Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cuộc sống hiện đại ngày càng áp lực, đòi hỏi con người ta phải tự trang bị cho bản thân mình một bản lĩnh vững vàng mới có đủ sức để đương đầu với mọi thách thức, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Chính bởi quan niệm đàn ông phải lo cho gia đình, gánh nặng trên vai cánh mày râu ngày càng lớn. Nhưng giữa công việc và gia đình, không phải ai cũng có khả năng cân bằng hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tuy vậy, nhưng vẫn có những người đàn ông lại có thể vừa làm được điều này. Họ khôn khéo, tài giỏi nơi công sở, lại vừa dịu dàng và chu đáo khi về nhà. Không chỉ có sự nghiệp thành công mà gia đình cũng rất hạnh phúc. Đó chính là các con giáp nam vừa giỏi giang vừa chu đáo với gia đình. Mà trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Đầu tiên là đàn ông tuổi Ngọ. Đàn ông tuổi Ngọ là những người vui vẻ, nhiệt tình, hào phóng, giỏi giao tiếp, tính toán giỏi, chỉ số thông minh cao. Cho nên họ luôn có sự cơ trí và khôn khéo ở nơi làm việc, can đảm và mưu lược, hiếm khi hành động mù quáng nếu chưa nắm bắt và càng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Con giáp nam này cũng là người thẳng thắn, quyết đoán nên luôn biết nắm bắt thời cơ để vì nước đại trên con đường sự nghiệp. Cho dù con đường phía trước có khó khăn, nguy hiểm đến đâu thì họ cũng có thể dùng chính khả năng của mình để vạch ra con đường phù hợp với bản thân. Có thể trong công việc, đàn ông tuổi Ngọ thể hiện sự sắc bén, tính toán, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm như vậy. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ lại chính là mỗi người đàn ông dịu dàng, chu đáo, biết cách chăm lo cho gia đình. Ở nhà, họ như biến thành một người chồng, một người cha giàu tình cảm, khác hẳn với hình ảnh giỏi giang trong công việc. Đàn ông thuộc con giáp này tháo vát và tài giỏi, dù là cuộc sống gia đình hay công danh, sự nghiệp, họ đều có thể cân bằng và chu toàn cả hai bên. Nhờ vậy mà đa số đàn ông tuổi Ngọ đều có một sự nghiệp viên mãn và một gia đình hạnh phúc đủ đầy. Thứ hai, đàn ông tuổi Tuất. Những người đàn ông tuổi Tuất thường không hay nói nhiều, họ điềm đạm và bình tĩnh, làm việc gì cũng nghiêm túc và có trách nhiệm. Con giáp nam này không thích thể hiện mình ở nơi làm việc, thay vào đó họ lựa chọn làm việc chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ. Họ siêng năng và chăm học, cố gắng đi lên bằng chính sức của mình, cải thiện từng chút một. Trong quá trình yên lặng học tập đó, họ sẽ tích lũy những mối quan hệ có lợi cho sự phát triển sau này của bản thân. Đợi tới khi có cơ hội thích hợp, đàn ông tuổi Tuất sẽ bộc lộ hết tài hoa và thực lực của bản thân. Trong công việc, họ là những người sở hữu năng lực mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, quyết đoán, xử lý mọi việc sắc sảo, kiệm lời. Nhưng khi về nhà, lại là một người đàn ông hiền lành, chu đáo. Con giáp nam này rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, không chỉ kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của những người thân yêu nhất đối với mình, mà tuổi Tuất còn rất chu đáo với vợ. Dù cho có bao nhiêu vất vả bên ngoài, nhưng khi về nhà, họ sẽ chia sẻ gánh nặng cho bà xã của mình, cùng trò chuyện làm việc nhà với cô ấy. Vì vậy, con giáp này cũng may mắn sở hữu một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc, viên mãn, đáng ngưỡng mộ. Đàn ông tuổi Sửu. Đàn ông tuổi Sửu thường là những người khá coi trọng sự nghiệp. Họ cực kỳ chuyên tâm với việc mình làm, cũng có nhiều tham vọng, nhiều mục tiêu muốn thực hiện. Với ý chí, quyết không là một người tầm thường. Với lòng bền bỉ, quyết tâm và sự kiên trì hiếm ai bằng, con giáp nam này thường giành được khá nhiều thành công, đi xa trên con đường công danh, sự nghiệp của mình, có thể trở thành nhân tài trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ tham gia. Tài năng có thừa, đương nhiên là tiền bạc cũng không phải là vấn đề mà nam tuổi Sửu phải lo lắng. Bản mệnh không chủ định kiếm tiền, nhưng với sự thành công trong sự nghiệp, trở thành đại gia cũng là chuyện không phải quá mức xa vời. Nếu bạn cho rằng những người như vậy thường khô khan, cứng nhắc, chẳng hiểu gì về chuyện yêu đương nam nữ, thì có lẽ bạn đã nhầm. Họ như chiếc diều bay cao, bay xa,
luôn mong muốn có một nơi mà mình thuộc về, có một người níu giữ, chờ đợi mình. Đàn ông Tây Sửu, một khi đã kết hôn, có gia đình thì sẽ toàn tâm, toàn ý với vợ con. Ngoài việc thỏa mãn tham vọng của cá nhân thì giờ gia đình sẽ trở thành động lực để họ phấn đấu ngoài xã hội. Dù ở ngoài có là sếp lớn đến đâu thì họ vẫn luôn là người đàn ông dịu dàng trong gia đình, yêu thương vợ con hết mực, luôn cố gắng để mang tới niềm vui cho người mình yêu. Nếu bạn gặp được một người đàn ông như thế trong cuộc đời thì đừng dại gì mà buông tay. Bởi có giam nam đáng để lấy làm chồng, biết bao cô gái mơ ước. Đàn ông tuổi Thìn. Trong số 12 con giáp nam thì không thể phủ nhận được sự điềm tĩnh, quyền lực luôn tỏa ra ở người tuổi Thìn. Đàn ông tuổi này có sức hút khá lớn với những người khác phái, ở họ có sự quyến rũ mà hiếm ai có thể chối từ. Người này tính tình chín chắn, trưởng thành hơn so với tuổi, cũng có sự kiên định, quyết tâm khá lớn dù làm bất cứ việc gì. Khi gặp khó khăn, trở ngại, họ không dễ dàng từ bỏ, càng không nói lời thoái lòng, thoái chí mà càng thêm động lực làm đến cùng. Tính cách như vậy nên khi đã đặt ra mục tiêu trong sự nghiệp, họ đều có thể đạt được thành tựu khá lớn, vượt qua sự mong đợi của chính bản thân mình. Con giáp này yêu cầu khá cao với bản thân, không bao giờ buông thả, luôn cố gắng và nỗ lực để phát triển sự nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa là nam tuổi Thìn cứng nhắc, không biết quan tâm đến gia đình, chỉ biết đến sự nghiệp đâu. Họ luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho người mình yêu thương. Ở công ty có là người hô mưa, gọi gió, quyền lực đầy mình, thì về nhà, người tuổi này cũng vẫn chỉ là một người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm theo những lời nhờ cậy của vợ, coi lời của vợ là thánh chỉ. Mẫu đàn ông tài giỏi lại đảm đang như vậy, biết đi đâu mà tìm. Thế nên, hãy gặp những người đàn ông tuổi Thìn mà đôi lứa tâm đầu, ý hợp thì đừng có ý hờn dỗi mà làm tình làm tội người ta. Trăm công nghìn việc có thể cướp đối phương khỏi tay bạn. Đàn ông tuổi Hợi. Đây là mẫu đàn ông hết lòng, hết dạ vì gia đình. Để những người mình yêu được sống cuộc sống sung túc, đủ đầy, vui vẻ hạnh phúc, bảo họ làm gì họ cũng đều sẵn lòng, vừa ý. Đàn ông sinh năm này không ngại khó, ngại khổ mà xông pha vào nơi khó khăn nhất. Nếu bạn nghĩ những người sinh năm Hợi là lười biếng thì bạn nhầm rồi, vì gia đình bất cứ thách thức nào cũng không thể đánh gục. Vì gia đình bất cứ thách thức nào cũng không thể hạ gục được họ. Sự nghiệp thành công mà không thể quên tình nghĩa vợ chồng, đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Nếu bạn gặp được một người đàn ông như vậy thì đừng để lỡ mối nhân duyên tốt. Đó là người đàn ông đáng để bạn đến làm chồng. Quý vị thân mến, ở phần đầu tiên của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã giới thiệu đến quý vị và các bạn những người đàn ông hoàn hảo, xứng đáng để lấy làm chồng. Nếu quý vị tìm được những người đàn ông như vậy thì ngay lập tức hãy giữ chắc. Bên cạnh đó, có tốt cũng sẽ có xấu. Có một số tuổi con giáp khá đào hoa, tham lam, dù có vợ đẹp, con khôn hay một người yêu tâm lý rồi, họ cũng vẫn sẵn sàng cởi mở để đón nhận thêm những mối quan hệ ngoài luồng. Vậy đó là những con giáp nam nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, đàn ông tuổi Thân. Người tuổi Thân có bản tính cởi mở và phóng khoáng bẩm sinh, khiến họ có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và làm quen với những con người mới. Họ rất nhạy cảm nên có cách cư xử phải phép với tất cả mọi người, chẳng bao giờ làm mất lòng ai, lại còn biết cách khiến người đối diện yêu mến mình. Những đặc tính đó khiến phái nam nhanh chóng trở thành một người đào hoa, được nhiều người phụ nữ yêu mến. Thêm vào đó, con giáp nam trong hoa này lại không phải người quá chung thủy. Dù đã tìm được nửa kia của mình, họ vẫn không chủ động giữ khoảng cách với những người cố tình tiếp cận mình. Mỗi khi nhìn thấy ai hợp với yêu cầu của mình, họ sẽ dành thời gian để quan sát và tìm cách kéo gần khoảng cách với người đó, hòng phát triển một mối quan hệ thân mật hơn. Đàn ông tuổi Dần. Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ và nhiều khi họ trở nên tham lam. Họ không muốn vì một cá nhân nhỏ bé mà đánh mất sự tự do của mình. Vì vậy, đàn ông tuổi này luôn đứng ở ranh giới tìm kiếm một nửa phù hợp và giữ nguyên trạng thái độc thân. Họ muốn nhận được sự yêu mến của nhiều người vì cảm giác được yêu mến khiến họ cảm thấy tự tin hơn nhiều.
họ sẽ cố gắng thể hiện sức hút của mình để thu hút mọi người xung quanh, sau đó phát triển một quan hệ gần gũi hơn với người đó. Tuy nhiên, con giáp trăng hoa này sẽ chẳng bao giờ đưa ra lựa chọn một cách nào đó. Họ thích mình có thể giữ tình cảm với nhiều người một lúc, khi thì ở bên người này, khi thì ở bên người khác để bản thân không bao giờ buồn chán. Ngoài ra, bạn có biết họ là con giáp nhiều chuyện hay không? Đàn ông tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý có tính cách vui vẻ và cởi mở. Họ thích tham gia những buổi tụ tập, thích hòa mình với đám đông. Họ thích một cuộc sống sôi động và náo nhiệt, nên chẳng thể nào chịu đựng được cảnh độc thân, buồn chán và cô đơn. Họ lúc nào cũng ở trong trạng thái tìm kiếm một người bên cạnh mình. Tuy nhiên, dù có tìm ra được người đó rồi, họ cũng ít khi cảm thấy thỏa mãn và dừng lại. Họ sẽ liên tục phát triển thêm các mối quan hệ cùng với những người mới, dù người đó có tốt hơn hoặc không tốt hơn những người hiện tại. Bên cạnh đó, bạn có thể biết họ là con giáp nam. Bên cạnh đó, bạn có biết họ còn là con giáp nam lười làm việc nhà hay không? Đàn ông tuổi này đi tìm thú vui cá nhân mà không hay nghĩ về những người đã lựa chọn ở bên cạnh mình để xem người đó sẽ phải chịu tổn thương ra sao vì hành động của mình. Sau đó, mối quan hệ của họ thường không kéo dài lâu. Đàn ông tuổi Dậu. Đàn ông tuổi Dậu rất coi trọng về bề ngoài. Họ cảm thấy yêu cầu cơ bản nhất để họ có thể đem lòng yêu một người đó là phải có vẻ ngoài bắt mắt. Vì thế, họ luôn dành rất nhiều thời gian để quan sát những đối tượng vô tình đi ngang qua trước mắt mình. Chỉ cần thấy người nào đó xinh đẹp thôi là họ sẵn sàng tấn công để kéo gần mối quan hệ, cho dù lúc đó họ đã có nửa kia hay chưa. Trên thực tế, vì yêu bằng mắt nên đàn ông tuổi này rất khó thật lòng để ở bên một người nào, và các mối quan hệ của họ khó có thể bền lâu. Chỉ khi nào đã đứng tuổi, học được nhiều bài học do thói trăng hoa đem lại, họ mới dần dần thay đổi và tập trung nhiều hơn cho việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.